bạn ơi. Trong chữ nhẹ thì vẫn có dấu nặng, trong chữ vững thì vẫn có dấu ngã, trong chữ hiểu vẫn có dấu hỏi. Trước khi học được chữ khôn, người ta phải đánh phần qua phần khờ. Sung sướng có 9 chữ thì gian truân cũng thế, hạnh phúc có 8 chữ thì bi thương cũng thế, tình yêu có 8 chữ thì phản bội cũng vậy. Làm người đừng mong trọn vẹn mọi thứ, buồn vui sướng khổ là chuyện thường tình. Vì vậy cuộc sống của bạn có thể gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều mệt mỏi, nhưng các bạn hãy nghĩ rằng tất cả chỉ là thử thách. Nếu vượt qua được, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Con đường lập nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con cũng phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là thất bại. Muốn gặp người xuất sắc thì bạn cũng phải trở nên thật xuất sắc. Mình từng đọc một đoạn thế này: đừng cố đuổi theo một con ngựa, mà hãy dùng thời gian đó để trồng cỏ. Đợi đến khi xuân về, hoa nở, sẽ có cả một bầy ngựa đẹp cho bạn lựa chọn. Bạn có cố làm thân với ai cũng chỉ là thứ tạm thời. Người bị thu hút bởi tài năng của bạn mới trở thành lâu dài. Bản thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại, bản thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Người xuất sắc ắt sẽ gặp được người xuất sắc hơn. Cuộc đời bạn như thế nào phụ thuộc rất lớn vào những người xuất hiện bên cạnh bạn. Ở cạnh ánh sáng thì bạn sẽ không bao giờ tăm tối. Ở cạnh người có chí tiến thủ, bạn sẽ không lo bị lạc hậu. Đời người rất quý giá, vì vậy hãy trở nên thật xuất sắc. Kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không có làm được. Tại vì động lực á, đó là khi nào mày có hứng thì mới làm, còn mình không có hứng thì mình không có làm. Còn kỷ luật á, nó là những cái hành động lặp đi lặp lại, thậm chí là không có cảm xúc, rất là nhàm chán. Thay vì động lực á, là ngày này làm 10, ngày hôm sau không làm nữa, thì kỷ luật á, mỗi ngày làm 1 cho tới khi mà nó hoàn thành tới 100 thì thôi. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Tôi có bỏ mạng, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Học đi thì con đường nó sẽ mở cửa cho các bạn được nhiều hơn, được chưa? Đấy, tất nhiên cái gì nó có cái giá của nó, anh nói rồi mà. Hy sinh một thứ, ừ thì thôi, biết học khuya là sẽ mọc mụn nhiều hơn, đúng không? Dậy sớm thì mệt nhiều hơn, nhưng mà thà mệt một tí còn hơn là hối hận. Đó là anh nói thật. Thà đổ mồ hôi ở trên sách còn hơn là những cái giọt nước mắt. Ui, em trượt đại học rồi anh ơi, không có. Trời ơi, lúc đấy hối hận thì một năm nữa cày lại học tiếp. Con đường lập nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là thất bại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái một ngày một cô tiêu nhưng nó là trong cái khoảng thời gian bắt buộc phải như thế. Mình kêu cố gắng thích nghi, bạn nào thích nghi được, bạn nào đáp ứng được thì nó có kết quả tốt. Có phải là cả người như thế đâu, có phải cả ba năm mọi người đâu, nó chỉ một thời gian ngắn. Khi mồ hôi đổ xuống, khi khát hãy tự uống nước. Khi bạn mệt mỏi, hãy tận dụng thời gian học hỏi những kỹ thuật của người khác. Khi trời tối, hãy tiến bộ một mình. Chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay. Chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế này. Em say mê nói về anh ta, về cuộc hẹn hò ngày hôm qua. Người mà luôn làm em ngạc nhiên với những món quà. Các cháu ơi, đừng ngủ nữa nha. Dậy sớm đi, dậy sớm mới thành công được. Dậy sớm mà học bài, mà ôn bài, mà làm việc, mà giúp đỡ mọi người. Ngủ làm gì, ngủ nhiều thế. Còn lúc nào mà giấc ngủ dài là sao. Nếu kỳ tích không chiều cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi. Và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống. Bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Lý do để từ bỏ thì rất nhiều. Nhưng lý do để cố gắng thì chỉ có một. Mùa hè, mùa thi, mùa chia ly. Khi chúng mình thật sự nhạy cảm, chúng mình tổn thương bởi những lời đùa khiếm nhã của người khác dù vô tình hay cố ý. Chúng mình sợ hãi khi nhìn thấy những ánh mắt xăm soi của người khác về bản thân. Chúng mình sợ là người xuất hiện trong những cuộc bàn tán. Chúng mình dễ xúc động, dễ tổn thương và dễ rơi nước mắt. Nhưng xin cậu đừng kìm nén cảm xúc của mình, cũng đừng cố gắng giả vờ mạnh mẽ. Điều ấy chỉ khiến cậu càng trở nên đáng thương hơn mà thôi. Nếu thế giới đã không dịu dàng với cậu, thì hãy tự mình làm điều đó.